Chào mọi người. Bây giờ mời anh em chúng ta sẽ cùng đi, chúng ta trải nghiệm một chút cái chất lượng âm thanh của Dolby Milano này nhé. Anh em chúng ta sẽ cùng đi, chúng ta trải nghiệm và nghe lại. Khi em kết hợp giữa một chiếc vang S700 với một con sub DB và một cái mic DB luôn, một combo này và cả cái chân loa này nữa luôn. Khi chúng ta kê như này thì không biết là âm thanh nó nghe gì không. Thì em mời anh em chúng ta sẽ cùng đi, chúng ta đeo tai nghe để anh em cùng nghe thấy được cái chất lượng âm thanh nó rõ hơn một chút nhá. Ok, cháu bật lên. Milano, anh em nghe và cảm nhận và có thể góp ý comment ở dưới. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã lắng nghe video này.